Đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hiện tại thì mình vừa mới nhận nhiệm vụ của hàng hàng đo hàng này người Udam đấy các bạn. Thì lần trước mình cũng đã nói là mình còn thiếu hai nhiệm vụ của hàng này với thằng này, nhưng mà do mình không làm được tại vì cái mình chưa có upgrade cái hết của nó. Hiện tại là mình đã upgrade đầy đủ tới hẳn hai level của hai cái hết này, mình đã làm xong. Thì bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ nó, các bạn là nếu các bạn nào nâng cấp tới level 2 thì mới tiếp tục cái nhiệm vụ cho mình nâng cấp hết luôn. Và bây giờ mình sẽ quay sang thằng Roshani đó để nhận nhiệm vụ. Hiện tại là giọng mình đang bị khàn một tí tại mình đang bị bệnh, các bạn thông cảm. Ok, và cái nhà chỗ này mình cũng đã nâng cấp full luôn rồi, có vẻ là nó từ một cái chòi sang một cái nhà hẳn hẳn là nhà luôn á, vãi thật luôn. Quay Winjashnar. Mà chỉ qua Mars ham qua Nars. Chú ta mu ta sla dam sha ta Nars. Quay Winjashnar. Proberte. Sa hin na chars. Proberte. Susherhain. Winja qua Nars. Usiyi. Usiyi qua de swada. Suchliyi. Sashwa. Mashhad rasu. Wenja hasar sukhli smaya da. Uhai takar. Aish wenja salwata. Sushalain ha nama. Aish musa paluhu izila warista dacha. Có vẻ như cái ông bên mình khoái thằng này rồi chứ. Má tục thiệt. Ok, okay là giờ cuối cùng là cái ông đá vô mặt mình. Thật là đây cho mình nghĩ là nhận nhiệm vụ ổn luôn cho rồi. Tiện luôn. Đâu rồi. Apa? Apa? Kuswa dasta. Gagura, Piki. Udam Hazar. Twanta Sai Wadaha, Darwa Wai. Dashta. Bar. Winja Shai Wai. Smajama. Ninja Damsha Brava. Ok, cái đây là cái cách nhận nhiệm vụ bưởi mà mình từng thấy á. Ok, nó lưu lại rồi. Lưu lại rồi, chắc bây giờ nó cũng sẽ hiện nhiệm vụ lên hay sao không nha. Không biết là... Ủa, ông này có nhiệm vụ không ta? Taka, ông này hết nhiệm vụ rồi. Để coi... Man Mission đâu ta? Mission của ông này đây. Ukri the Tinker, talk to Ukri. Nhiệm vụ của Roshani nè. Để coi còn nhiệm vụ nào nữa không ta. Main mission của Đo, của Oki, của này và không thấy ông kia đâu hết à. Các bạn, nhiệm vụ của ông kia dừng rồi. Ok, để mình làm nhiệm vụ của thằng Đo thôi chứ. Ho luôn hả? Ghê vậy. Spawn ngay đây cái nè. Vậy mình spawn ngay đây luôn đi. Mình cũng không rõ là nhiệm vụ của thằng này như thế nào, để coi thế nào. Mình nghĩ là hard nhưng mà làm tới very hard còn được, nó chỉ là phải chờ độ hard thì chắc cũng dễ thôi. Ok, đi hướng này hả? Chó mình đâu rồi? Cái lộn, con hổ cute đâu rồi? Ê! Chết cha, mình đang đâu vậy? Nãy mình không có nhìn đường, vãi thật. Má, mình nãy mình nhảy như đúng rồi luôn á chứ. Gì đây? Khu này anh chiếm hết rồi mà sao tụi nó còn tụi này là sao? Nhưng mà tại vì mình thấy một thằng quen cha đây, mình tưởng khu này mình biết rồi chứ.
Kêu giờ đi hướng nào ta? Hướng đi theo cái đường mòn này hả? Phải đi theo cái đường mòn mới đúng. Ồ, gấu ơi, ma mút không vậy? Trời ơi, ghê vậy? Không biết cưỡi được không ta? Nhưng tại ma mút lớn không à? Vậy ma mút nhỏ. Căng, 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 căng. Mình gọi con chó sói rồi sẽ đi giờ chưa tới ta? Tới đi. Mình bấm gọi nãy giờ, giờ nó mới chạy tới. Vãi thật. Đâu rồi, đi em ơi. Có vấn đề là mình còn một con mỗi con Bloodfang với ba con kia là mình chưa unlock được thôi. Trời ơi. Trời ơi, hút con kia văng sát luôn. Ghê thật. Thôi dẹp đi, Beast Rebel thôi nghỉ mẹ. Ờ, ok, đi đúng đường rồi đó. Mà bị cái đầu con hổ mình hay gây chiến với con này nha. Đánh không lại mà cứ phải đánh. Mình đánh còn không lại nữa mà nó chia được con hổ của mình. Giờ nhiệm vụ của mình là gì ta? Sẽ vô tới cái vùng vàng vàng mà sao vẫn chưa có nhiệm vụ ta? Bone Dust. Ờ ok. Chắc là vô nhiệm vụ nè. Cái gì? Attack the old damn healer who makes the darkness. Cái phần này không ta? Ê sao bắn không chết ta? Ok chúng ta giờ tấn công luôn cho rồi. Nhưng để coi đã. Để mình gọi con chim ra. Spotty. Một em. Hai ba em luôn. Bốn em nè. Một nồi luôn. Nói kìa mình xác cái thằng mà nó có thể Healer, Udam Healer. Ở đây, thằng đó đây. To find, tell the Udam Healer to find the bone dust. Chết cha chứ phải đi heal hả? Chứ không được giết hả? Chết mẹ rồi. Chúng ta có nên đi ra không ta? Tại nó đi cái hướng này. Đi cho con hổ nó đi chỗ khác mới được. Dismiss đi. Biến đi hổ, biến đi. Ok và nó đang đi hướng kia có lẽ. Cũng hơn là mình chưa giết cái thằng này á. Không nên giết cho lắm. Tại thằng này nó vẫn còn cứ đi hướng bên đó làm sao mình giết được. Nguyên đám bên đây thì mình may ra mình còn giết tại vì tụi này nó không đi nữa. Why insect the bone dust? Có nút nào nằm xuống không ta? Có lẽ không thích hợp vào đây tụi nó nhìn cho lắm. Ê tụi nó vẫn phát hiện là mình mới ghê chứ. Để mình ngồi hộ lại cái thêm phát nữa coi. Bondus, Bondus, why did you attack the Bondus? Bondus đâu? Ok, xong rồi. Bondus đã xong. Hổ ơi, đi hổ ơi, chúng ta không có đánh được nó đâu. Ngoài tầm nhiệm vụ rồi. Về em ơi, về. Mình có gọi cái Bondus nằm trong khu đó nha. Ok chuẩn luôn. Complete. Không còn nhất thiết phải đánh được nó lắm. Mấy thằng này đánh mình đánh là dư sức thắng rồi. Ok và được cái XP mới nha. Có skill mới rồi. Mình cần 4 skill, mình được 3 skill rồi. Mà để mình đang nâng cấp cái này nè. Melee resistance. Mấy thằng nào đánh trong phạm vi cần mình chịu ít đam hơn. Và cuối cùng nó có cái gì? Hai skill cuối mà mình cần. Skill này đi, skill này. Skill này thì được cái nó hồi máu nhiều hơn bình thường, nó hồi hẳn một cây luôn. Ok. Ngoan. Bây giờ mình sẽ làm tiếp nhiệm vụ coi.
Đo có nhiệm vụ mới rồi, nhưng mà để mình làm nhiệm vụ của thằng Roshani luôn cho rồi. Tinker ngay đây luôn để mình làm cái Oki thứ rồi. Thằng vô ăn Oki cũng khá là bựa chứ. Lần trước là nó mình làm nhiệm vụ cho nó là nó nhảy từ trên một phát cao rồi trên kia xuống đây cái bụp cái mình cũng không ngờ anh làm thiệt luôn, cái ghê. Cũng hên đó là dưới đây nó có cái ống rơm á, còn chứ không mình cũng không nghĩ là nó có nó sống sót nổi qua vụ đó. Nhưng mà thằng này nó đúng kiểu điên rồ mà mình hay mình không thể tưởng tượng được luôn á, vãi thật luôn. Một thanh niên thời tiền sử. Ôi đường lên lúc nào quên tiêu ta. Ờ, đây cũng có đường lên nhưng mà đường lên ở đây thì nó gần hơn. Chắc mình đi riêng vòng lại cái này. Nó ngay đây cũng có đường lên nè. Đáng lẽ mình đã đi cái đường này tại mình không thấy rõ. Ôi vãi, người ta giác như đây đó. Vậy là chỗ này nó hơi độc một tí. Nói cái gì trời, nó vãi cái lần đầu tiên tại sân khấu Lan Anh. Urki Ash Urki Udam Pash Urki Udam Momosh Udam Urki Karsa. Oh, Longta. Buriquala, Urki, Sahuata. Ti kauti udam guarui, mal mashta, nashashwebal. Oh, mana. Nashashwebal. Yeah, nashashwebal. Urki shashwa kauti dousa. Ushash, Urki Yihwada. Ushash, Urki Yihwada. Shash County, Dahamas. Hafu Pau Song, Waru Shanji. Woohoo! Go! Okay. Lần trước thì nó bảo mình nói sao ta? Tìm cổng lông để bay chim, còn giờ nó phải mạnh như đá luôn. Vãi thật. Đá kiếm chỗ nào trời. Nó thanh niên này nhiều thú vui ghê ta. Mặc dù nó không thức ít nhưng mà được cái bự bự mà phải làm nhiệm vụ của thanh niên này mới ghê chứ. Đâu rồi, xuống tiếp. Chúng ta phải tìm cái đá đặc biệt Fire Special Oki Rock chỗ này. Và thằng này nó tìm không biết nó chỗ nào mà nó có thể có tìm được cái đá đặc biệt như thế này chứ. Vì mình vừa thấy gì vậy phải không ta? Không, hình như không có gì hết á. Mình cứ tưởng thằng nào nó thấy mình hay sao á. Fire Special Oki Croc. Ok. Má mà chúng ta phải làm hài lòng cái thằng khùng này má. Cũng không muốn chửi lắm đâu nhưng mà nhắn nhiều khùng nó khùng thiệt. Ý. Ý. Ê, phải cái này không ta? Cái gì đỏ đỏ nè. Nó đỏ đỏ nhưng mình cũng không biết rõ là nó cái gì nhưng mà. Ôi, một thằng là ok, một thằng protector mới ghê chứ. Cái gì ở đây chúng ta còn hai ba thằng nữa hả? Sao mình không thấy hai ba thằng này ta? Mày đi đâu đai cho bánh hổ tao. Ok, ý dạ, đây. Đây, sửa thằng này cho. Thằng này phải take down hay gì đó. Ý, sao có thằng sau lưng đó vậy? Mình cứ tưởng con hổ mình đánh nó rồi chứ. Ý dạ, đúng ngay mà, con hổ mình không đánh được cái thằng này. Sao còn thằng đâu đây nữa rồi? Bắn cung quài. Nãy thằng này ghê á, chịu mấy cái dao mặt còn cũng không chết á. Ây da. Ây da.
Hồi nãy thì chứ trời, thuộc này hàng sư phụ luôn rồi á. Không sao. Má mình cũng đã kỵ được cái thằng này lâu lắm rồi. Trị được luôn cái thằng này mà. Vậy em ơi, chúng ta xong rồi. Ok. Chúng ta kiểu như chơi lâu thì cũng phải biết cách trị ba cái thằng này mới được. Không thì mình cũng bó tay đến nỗi. Hoặc là thằng này không có thuốc trị. Ờ rồi, thấy cái cục nó đỏ đỏ đâu rồi. Đây 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 đây. Take ok crop. Ba cục luôn mà phải không? Chứ đừng nghe đó chắc nó đỏ đỏ. Ê, má bắn hụt mới ghê chứ. Giết nó đi em, giết nó giùm anh đi. Má đi lấy đồ quá nè. Ồ, má cháy luôn hả? Ghê vậy. Rồi, đỏ đỏ mới thấy đây đâu rồi ta. Đỏ đâu rồi, đỏ đỏ, à đây 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 đây. Đá con này có vẻ đặc biệt cái chứ. Công nhận đặc biệt thiệt. Quất nó, đi còn thằng nữa kìa. Ôi hai ba thằng luôn. Ơi đây 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 có cùng đây nè. Ok xong. Ok crop. Ok mà chúng ta sẽ đưa dần ok để xem nó làm được cái gì nữa ta. Ok đi hướng này nha. Cái cửa con hổ cho nhanh. Nhưng mà chết tôi muốn cửa con hổ vô phải cho nó ăn đầy đủ thì mới cửa được. Nó cái lỗi game mà mình không biết, hoặc là phải ít nhất cũng phải chia cái nút để cưỡi cái nút cái kia hát ra chứ. Mỗi lần mình gặp con này coi như là mình không cưỡi được luôn, ngoài trừ khi cho nó ăn full đầy đủ luôn mới được. Khá là khó chịu chỗ này. Cái nút bấm nó vẫn còn lẫn lộn giữa X với cho ăn với cái nút mà cưỡi này nọ. Ý và có đồ mới kìa. Ok mà chúng ta lên tới đây phải lên trên hút trên nữa chứ. Con hổ thì đi nhanh hơn. Con này được cái sprint mọi thứ mọi lúc tối đa luôn. Ghê vãi. Ok, ok, lên nhé. Này thì ok nè đó. Xuống. Urkishash County Daha. Urkiyimana. Uguama Budakwala. Và chúng ta vẫn phải chờ cái phát minh kỳ lạ của con này. Và để xem thằng này sống sót nổi phát này không ta. Mấy thằng kia nó còn chết nói chuyện này. Chết mẹ rồi. Chết cha rồi. Má không nói. Trời, má nó đỡ không được cái cây giáo mà thì giáo mình level 4 luôn rồi. Chết cha rồi. Chắc nhiệm vụ lần này chắc tới đây là hết rồi. Chết mẹ chết thiệt luôn. Má sao mấy thằng này lầy vậy má chơi. Mình có ngờ là cái thằng này chọi thiệt quá. Mà không biết cái population của mình có giảm đi một đứa không ta. Một thằng khùng, giảm đi một thằng khùng. Vãi thật. Chưởng phát chết luôn. Nice. Còn nhiệm vụ của Rosani nhá. Sẽ làm luôn cho rồi. Campfire cái khúc này. Khúc này là khúc gần nhất mà mình thể tìm được thằng đó. Má, cái chuyện của thằng khùng này mình không ngờ được luôn. Chỉ với một vài viên đá mà nó nghĩ nó có thể đỡ được một cái giáo. Và số em nó không được may mắn. Và cuối cùng là nhận nguyên cái giáo xuyên ngực thì chết ngay tại chỗ. Cũng không ngờ Ubisoft thật là tàn nhẫn vãi đái. Để coi check độ coi nè, xem có cái dài gì đặc biệt không để mình còn lấy. Cái gì đây? Red Ox Skin, cái này mình có đầy luôn rồi. Ủa sao mỗi lần đi đâu hay gì nó cứ hồi tự động hồi lại ha. Cũng hay chứ. Chơi đi hổ ơi. Có lên lái cái nhẹ coi. Lông con này cứ dựng dựng lên nữa sao ta. Ngay khúc nào vậy? Thôi đi hướng ngược lại. Đây đây hướng bên này. Ok chúng ta đi làm gì rồi.
Trời ơi, một con báo đánh lộn với một con hổ trắng. Rồi biết con nào thắng rồi đó. Đâu rồi? Mà đừng nói là có cái cầu gì đó đi dí đằng sau lưng mình nha. Con này không được ổn lắm. Có lẽ mình nên khi rút trên này, khúc này nó có cái đường lên đâu rồi. Đây 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 đây. Đường lên đây. Ủa, chúng ta còn chưa tới nữa mà. Blood Sacrifice. Ồ, chúng ta vô một cái cổng gì thấy cái xanh xanh là thấy hiểu rồi đó. Ồ, có vẻ như có bị cái gì đâu mà ổn xuống. Chúng ta nên spot hay gì ta. Ờ, giờ mới thấy, bắt đầu thấy nó đông rồi. Find and kill the Isla before they sacrifice them. Đó là mình giết từ từ. Ý, ý, ý. Có lẽ chúng ta không định để con hổ. Ê, sao con hổ mình chạy một vòng nó không bị phát hiện ta. Và tụi kia vẫn cứ nhảy múa như mấy thằng điên vậy. Gì đây, cái gì đây? Có hàng khùng lẫn cái ba hàng khùng chứ. Ê Ê Ôi mình phải bảo vệ cái thằng quên cha thằng này. Ôi mình không ngờ nếu mà quên cha nó nằm đây mà tụi nó còn đánh được thôi. Mình bái lạy luôn á. Quánh nó hổ. Quánh thằng kia đi, quánh thằng kia đi. Ôi. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn luôn. Để bảo vệ thằng này nha. Quánh nó, quánh nó, quánh nó. Còn thằng đó đâu rồi? Mình đập cái thằng này cho. Mày đứng mày chọi vô tường mà sao mày? Tránh thằng này ra, tránh xa thằng bên cha ra, tao bảo kê ở đây. Quất thằng này. Chọi ai vậy? Rồi, kill old Isla. Rồi rồi, ok ok, anh sai, chạy đi em. Chuẩn luôn. Chúng ta phải canh cái thằng này cái đã. Thằng này có trúng gì không ta? Không, không sao, vẫn còn sống. Quá đã. Có skill mới vậy ta. Đồ, bố skill nè, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, u đam skill. Chúng ta cần thêm 4 skill nữa. Mà chúng ta còn bao nhiêu điểm kinh nghiệm nữa ta? What the fuck. Còn mấy trăm điểm kinh nghiệm nữa. Chúng ta giết hết đống này rồi. Ok. Con hổ mình mất nhiều máu chứ. Chắc mình quay về với chỗ ban đầu á để mình nhận nhiệm vụ tiếp theo. Khúc đầu nó hơi fail một tí. Bây giờ chắc nó hiện nhiệm vụ mới nè. Mấy cái này nó tới lễ thần luôn mấy chứ. Dùng thằng quen cha sao tại sao nó không dùng người của nó rồi để tế mà nó đi tế người của mình ta. Tại người mình đâu liên quan tới người của nó đâu ta. Kỳ nha. Mấy này chơi lầy dữ ta. Xem có skin gì ngon ngon không. Hốt cuộc cũng chả có skin gì ngon hết á. Mình cũng đang cần nhưng mà tại mình không thấy skin gì ngon cũng chả cần luôn ấy. Tại vì giờ mình cũng chả còn cái gì để nâng cấp nữa rồi. Mấy cái mà mình cần cuối cùng chỉ là để nâng cấp ba cái skin, ba cái trap này nọ nhưng mà mình cũng đâu có xài. Mình nâng cấp cho vui thôi. You are fire, you bond us. Ok, vẫn kiếm được đồ cho nó rồi. Giờ chắc nó đi nghỉ rồi. Gì đây? Mày ăn, nó ăn thịt ba rọi trong nhà nữa. Có đồ nướng gì đã vậy bác. Ok, ôi xong rồi đó hả? Nhiệm vụ con này bự vậy, như đó thôi hả? Giờ phải đi báo cáo với thằng này nữa chứ.
Roshani. Cũng không ngờ một ngày trong làng của mình mà chứa ba cái thằng ngoài làng như thế này. Mà không sao, tụi nó có ý tốt mà được rồi. Thằng này lúc đầu ban đầu mình định giết, chắc mình nghĩ nó cũng định giết mình đấy chứ. Nhưng mà có lẽ sau này nó đổi tà quy chánh thì mình rồi, không dám đụng mình nữa rồi. Rồi, nghe này nói là chuẩn bị, mình biết rồi đó. Chuẩn bị tới cái cam của nó đốt hết rồi. Rồi, hiểu ngay, nhiệm vụ mới nè. Xem còn mới nhiệm vụ của thằng đó, thằng đo đâu ta. Ý, Oki còn sống hả? Talk to Oki, đù. Dân chơi vậy? Dân chơi này còn sống mà. Không ngờ một ngày nào đó nó vẫn còn sống, cho bò đến mức độ vậy luôn. The place. Có là mình làm the play chứ là mình làm Oki sau cái nhiệm vụ bằng Oki bữa quá à. Không ngờ một ngày nó vẫn còn sống, kinh dị thiệt. Ủa, nhiệm vụ chính đâu ta? À đây đây đây. Mình nghĩ thằng đó chắc cũng phải còn nhiệm vụ chứ ta. Burn the easy light cam. Nói gì chứ ba cái chủ đốt mày nọ là nghề của mình. Đó mà đốt hết luôn, chạy nó luôn mà chứ phải diện thường đâu ta. Má đốt hết. Anh mày cái thích không thích cái gì anh mày đốt. Ok. Đi gọi thú ra kìa. À, mình còn tính dự định hẳn một cái là gọi là gì ta. Để hẳn một tập đi dùng để chơi mà Plus Master Hunt á. Cho nên mình vẫn chưa. Ý. Thấy chưa, má mình bấm chỉ ra rõ ràng. Mà nó chuyển sang nút nút cho ăn mới bựa chứ trời. Trời ơi. Ok, đây lên tới đây nhá. Hình như chỗ nãy luôn hay sao ta. Không biết phải vậy không nữa. Xong cứ chạy một mạch cái đó là xong, biết liền. Gì đây, hình như có thằng nào thấy mình thì phải. Không quan tâm cho lắm. Ok. Hai trăm mấy mét luôn ghê vậy. Bình tĩnh anh bạn. Bị cái gì mà nó hút ghê vậy ta? Hình như chúng ta không có lên đèo được cái kiểu hay sao á. Ok. The place. Burn the Isla Cam. Chưa phải đi xuống rồi đó. Chưa gì lên mới được cộng 1 skill ghê vậy. Đốt hết hả? Đốt luôn. Đốt nốt luôn. Đây đâu? Cái nút đốt rồi. Đó, đốt nè, thấy không? Chuẩn luôn, thấy không? Bó gì đâu mà nhà đâu tàn rơm không à. Dễ đốt thấy bà luôn quá à. Má, đạn còn nhiều, đốt hết. Ê, đốt này được không ta? Hình như mình nghĩ là nó chỉ đốt cái nào mà nó vàng vàng lên. Đúng rồi, đốt hết. Ủa, chỗ này tàn cỏ không mà đốt không được mới lạ ta. Đốt luôn. Đã qua. Một cảm giác thật là do mod. Bắn thằng này cái đã. Headshot. Mình bắn chuẩn từng ly mm luôn chứ. Đó, đâu rồi. Đốt khu này, nhà này đốt chưa ta? Nãy mình bấm đốt rồi mà ta. Ê, cái gì đây, cái gì đây? Tặng hẳn một viên. Hai viên. Tuyệt đỉnh. Chúng ta đi đốt nhà nó mà chúng ta tỉnh quá ta. Đốt phải đốt cho hết, đốt phải đốt cho lớn. Chơi này gọi là chơi lớn. Đó, đốt hết. Đốt luôn. Cái gì đây? Mày nghĩ mày chơi được tao sao? Ừ, nó giết được con hổ mình luôn rồi chứ. À, tụi bay mà không có thằng Rotator chắc tụi bay giết được nó. Ngày thì giết con tao.
Này thì láo với tao. Láo hả mày? Láo hả mày? Đội cái mũ bảo hiểm mà làm thấy ghê. Để mình giết cái thằng này đã. Nè, mày chơi con tao. Mày nghĩ mày lại. Ây da, đó. Rồi xong, thằng này chết rồi, tụi bay chết chắc nha con. Chết luôn nha con. Chết nha con. Chết nha mày. Tỉnh ngủ nha mày. Tỉnh ngủ nha mày. Để cho con này ăn cái nè. Dễ em ơi. Mày nghĩ mày ai? Mày nghĩ mày chơi được tao chắc. Ây da. Giết nó em. Ôi còn một thằng nữa. Rồi số mày tạch rồi. Oh, cái chiêu này mới. Death from below. Đâu còn chỗ này chưa đốt không ta? Ôi mình thấy mình đốt gần hết rồi mà ta. À, đây đây còn bó bó này thử coi. Đốt phải đốt cho đầy đủ. Đó, nghe đây. Đó, đúng rồi. Đốt phải đốt hết. Khu này là chết chắc hết rồi. Còn cái gì không ta? Ôi rồi xong, chúng ta đốt hết luôn rồi đó. Chuẩn quá đi ơi. Ồ 2000 mấy luôn, được có cộng skill nào không ta? Ồ 150 người trong bộ lạc luôn nè. Oh yeah. Oh yeah, 151 luôn. Skill mới đây coi, à, được 2 skill, chúng ta còn một cái 4 2 skill nữa. Chúng ta sẽ được cái này. Ok, và chúng ta nhận nhiệm vụ hết rồi đó. Roshani hết đó. Uda có nhiệm vụ mới nè. Mình không thích làm nhiệm vụ ở ớt kia lắm nha, thằng nó cứ sao sao á. Bữa anh phải nồi. Nhưng mà giờ bên đây nó chỉ tập trung hai nhiệm vụ chính của hàng này ra, thằng Đo với thằng Uroshani. Để mình hoàn thành xong nhanh nhất có thể. Hai nhiệm vụ của hàng này hợp lý hơn, đỡ hơn nhiệm vụ hằng khùng kia ba. Mình không ngờ là nó chết ba. Mà giờ nó còn, nếu mà nó, mình nghĩ là nó còn sống thì biết là nó còn sống, nhưng mà nó cũng không ngờ sao nó sống sót được cái cụ đó. Ê má, cục lửa ghê ba. Nói chuyện má, mình nhìn lưng nó mà nói rồi, trời ơi vãi thật. Even kill soft blood. Đồ thằng này nó săn cái tội Sun Walker rất là lâu rồi. Make our safe. No please stop blood cam. You kill sister, make our safe. Ok, giết đám nó là cái our safe liền, an toàn liền. No problem. Nhưng chúng ta phải đi lấy đồ nè. Mấy công nhận cái thời tiền sử nói chuyện bao lâu luôn các bạn. Một câu chút xíu mà nhiệm vụ mà nó nói đúng lâu luôn, đúng mệt não luôn á. Nói con mẹ gì lắm mà chắc mình chơi game xong hết tự game này cho mình cũng nói được tiếng chắc cũng nói được tiếng tiền sử luôn á. Hồi đó chứ các bạn chỉ cái Latin là cái kiểu. Ok, thôi bạn này, tao giết hết rồi này mày. Tao giết hết rồi nè. Ta winja ha. Batari uguanta. Izila nu wenja dwaya. Nu tashlaudra. Kunasta. Nai. Wenja ha shwasa. Quai shwada. Quai shizila wenja hashwasa? Numas mash da chai magata. Winja hajrasu. Ais izila sashman shwagaita. Wenja hadra? Ma muduchan? Tu hajra duchanta. Hình như là cái nhiệm vụ này, đó là cái nhiệm vụ cuối cùng của thằng đó trước khi mà mình đi giết thằng Battery. Hình như là cái đó cũng là cái scene sau khi mình giết con Battery, thì tức là cái nhiệm vụ này end luôn rồi đó, hết kết thúc luôn rồi đó. Theo mình biết là vậy. Đúng rồi, chính xác là vậy, thằng nhiệm vụ nó end luôn rồi.
Chuẩn luôn, một thằng đã xong. Và chúng ta còn một thằng Uda nữa là xong rồi đó. Ok, là mình tới được cái chỗ này luôn rồi. Mình vô tình mình kích hoạt cái nhiệm vụ luôn rồi. Ok, và mình phải tìm cái đám chị em của Izila để báo thù cho thằng Đo. Có vẻ như thằng này nó cái gì đây? Vậy thôi hả? Kill and answer the Izila sister. Ok, được một chị đây nè. Một người chị đã ra đi. Có lẽ mình không có cần hổ lắm. Mình đập hết chỗ này mà cũng không cần hổ cũng được. Nhưng mà hổ thì nhiều lúc nó cũng hơi gây vướng của mình. Chỗ là nó mỗi lần tham chiến á, là thường nó hay xông lên. Với lại nó thường xông vô những chỗ mà mình cần, nó cần phải né, buộc phải stealth này nọ cái kiểu. Nhưng mà có vẻ chỗ này mình không nghĩ là khó. Sao đầu cứng vậy? Đầu cứng vãi luôn. Đầu này chắc cũng phải tảng đá trong đó. Sư phụ ớt kỳ luôn á. Trời, dính hai ba phát thì chưa chết nữa hả? Xong lên hộ. Giờ tới lượt em mới cần phải có trách nhiệm nè. Bang 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 GD Wagon à. Bang bang bang. Ê, xong này châu bò vậy? Này có phải Rotector không mà làm gì châu dữ vậy ta? Bang bang bang. Ê, thằng này nó ngáo đá sao ta? Mà công nhận châu thiệt, vẫn còn châu. Đâm một phát xuyên lưng mà vẫn còn châu được, hay á. Hay lắm luôn. Đến nể luôn á. Còn ai không? Ủa vậy thôi hả? À? Má nhiệm vụ gì lẹ vậy? Nhiệm vụ lẹ nhưng mà mình từng thấy luôn á. Ok. Ba đứa thôi hả? À? Xong chúng ta đã báo thù cho Da. Và hoàn thành xong cái nhiệm vụ của tụi nó. NSP. Chúng ta đã báo thù được cho Da. Và cuối cùng chúng ta phải quay trở lại với nhiệm vụ con khùng kia. Mình nể thằng đó lắm á. Má ăn nguyên một cái giáo mà bọn mình sống là sư phụ mình luôn rồi. Cứ lấy hơi cho chắc ăn. Ê, có cái giày đặc biệt không ta? Tupper skin. Mình đang cần nhất là cái patcher skin để cho đủ bộ sưu tập nâng cấp á mà. Nhưng mà các bạn như tìm hoài không được cái con nó spawn phải gọi là hiếm cực kỳ, mình mới lâu lâu mình thấy một lần á. Ta bal yao dan. Hai wa ul balar nu ul quanta. Tabal malchasar mubarasar kapal pur guardu marti par takar u da guan. Thank you.
Schlau, Dragwash. Và có lẽ như là nhiệm vụ tới đây là kết thúc rồi đó. End hết tất cả mọi thứ rồi đó. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi series của mình trong thời gian qua, mà mình đã rất là cố gắng để hoàn thành cái tựa game này. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa kết thúc tại đây đâu, chúng ta còn một cái nhiệm vụ gần ok nữa. Nói gì chứ thì tất cả nhiệm vụ chính mà mình có thể nói với các bạn biết đó, là nó đã kết thúc luôn rồi đó. Và hai nhiệm vụ cuối của hai thằng đó, tức là hai nhiệm vụ để kết thúc mọi chuyện, là tức là để chấm dứt hết luôn á, là hai nhiệm vụ cuối của thằng Roshani với thằng Đo hồi nãy á, là nó có thích một chuyện nên phải mở hai cái cutscene cuối cùng để cho các bạn coi là cái cutscene mà hồi nãy mình giết thằng Đo với khi mà thằng kia nó quyết định ở lại chung với mình vậy thôi. Còn nhiều là đã kết thúc luôn rồi và chúng ta chỉ còn mỗi nhiệm vụ ớt kia cuối cùng là xong. Và tập sau có lẽ mình sẽ quay Bloodmaster hình cho các bạn coi, và mình nghĩ đó cũng là cặp tập cuối cùng, một tập ngoài lề cho các bạn coi luôn. Đó là lý do tại sao mình vẫn nguyên game, mình vẫn chưa muốn đi bắt cái con đó. Thật sự là mình cũng muốn đi bắt lắm đó. Có nhiều lúc á là mình muốn đi vô mấy cái cam này và vô cái cam này, nhưng mà lúc mà đường vô bạn phải qua cái Bloodmaster hình của con này thì mới đưa vô được cái cam này để chiếm. Thì ngoài ra mình không có đường nào khác để vô được cái khu này mà ngoài trừ mình phải qua cái Bloodmaster hình, cho nên mình cũng chưa có vô chỗ đó để chiếm được. Fadas Dausa. Arki now a badass. Shrash! Oh, pass the mask and now a badass. Now a badass how harsh Chitawa. Woo! Oh, who fadas wada? Harsh quar, sacquabara boudiquala. Sacquabara boudiquala. Woo! Quais harsh bottom. Trash! Tawada! Tawada! Trash! Ok, và nó nói là nó ở giờ tới mức độ bọn gấu còn phải sợ nữa mà. New Sting. Không ta? Má, yes, Sting ingredient. Chúng ta phải đi tìm nhiên liệu cho nó. Má, mà làm phải cho nó hôi lên. Má, con gấu không dám lại gần nó hai ngày luôn. Và đi hướng nào ta? Để bọc bản đồ lên xem còn đường nào đi. À, đi cuối đường hả? Hổ, lại đi biểu. Đi. Chạy coi. Đúng rồi. Má đây đi đường có đâm đầu vô tường chứ ba. Má công nhận hồi đó kiểu hồi đó đúng kiểu là ở dơ sống lâu luôn á chứ. Ở dơ thiệt, không phải đùa. Dơ lắm luôn. Kiểu như cái tỷ năm không tắm á. Không, hầu như nguyên cuộc đời không tắm rồi còn gì nữa. Mà không biết làm sao nó vẫn còn chịu khó ở chung với nhau được hay thiệt. Nể lắm luôn. Ủa phải chỗ này không ta? Ừ đúng rồi, đi hẳn xong rồi trái lại nè. Cái chỗ này chúng ta phải lên trên được rồi. Đẹp vãi luôn. Chúng ta phải đi tìm nhiên liệu rồi đó. Chắc là bóc màu đỏ lên cho mình coi hay gì đó. Mình nghĩ là vậy. Ở đây Rhinodon Honeycomb. Gì đây? Mà giống sao giống shit quá vậy? Mình nghĩ là nó là shit luôn rồi đó, còn không phải là giống nữa rồi. Hình như nó phải đợi mấy con này nó ị ra thì phải. Nhưng mà tụi này nó bắt mình đi hốt cứt chung rồi. Tại sao mình nó đi hốt cứt là sao? Má mình là một chiến binh vĩ đại đó, mà nó bắt mình đi hốt cứt á. Cái gì vậy trời? Hai ông nợ quánh nhau là sao? Quánh không lại mà cứ quánh. Skin luôn. Đây có cứt nữa nè. Má mày này ị quá trời ị luôn đó ba. Rồi Honeycomb là mấy cái browbear tame. Chúng phải tame một con browbear nữa hả? Chuyện thường. Vấn đề chúng ta phải đi kiếm cứt của mấy con này. Vậy thật. Cứt hôi vãi. Mình thấy mấy con bãi đâu đây nữa nè. Honeycomb là nó chỉ có trên mấy cái cây thôi.
trên mấy cái cây. Phải tìm mấy cái cây mới được. À đây đây, tốt đằng kia rồi. Phải lên nữa hả? Phải có cái cây nào thấp hơn mà mình có thể trèo lên được không ta? Sao tuốt trên cao vậy? Có cái đường nào lên cái chỗ đó không ta? Có, và trên kia có gấu. Chuẩn mẹ nó cơm luôn. Hây. Nữa hả? Quốc nữa không nào không nổi. Quốc nữa là con của mình chết trước luôn á chứ. Chết ngay. Hổ kêu cái con này nó đừng có đánh mấy cái con này nữa coi. Đánh là nó không lại rồi còn cứ đánh. Nhưng mà chúng ta phải thu phục một con hổ nữa. Ở lộn một con gấu chứ. Là phải lên bắt một con gấu nữa mới đủ bộ dành cho con Oki này. Bắt con gấu dẫn về nhà nó cưỡi thì sao ta. Rau bè trước tiên phải tìm được một con gấu rồi đó. Muốn có gấu. À không, cái tập này mình nên để là ấy khi đây. Ngày thì chạy nó mày. Ok đẹp luôn. Không biết con chó của mình nó có điểm nâng cấp hay gì không ta? Coi như điểm điểm kinh nghiệm hay gì để cho nó mạnh hơn hay gì đâu, mình cũng không rõ nữa. Ở đây 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 đây. Có một con gấu đây. Bắt nó đi, bắt nó đi. Ngoan nào, ngoan. Ngoan, đúng rồi. Dễ mà, cái này dễ mà. Honeycomb này đó, ba cái. Chúng ta cần thêm hai cái nữa. Hai cái, mình thấy một cái trên cái cây. À đây, 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 đây. Cuối cùng cũng thấy. Cái gì đây, sao giống cái một cái chỗ nhà nhỏ vậy. Nhưng mà không phải là nhà mình hay sao ta. Phải bắn nó cho rớt xuống hả trời. Ủa này bone mà không phải honeycomb. Ồ ồ chết hết. Chỗ này chỗ của anh mày rồi. Anh mày độc quyền khu này nhá. Rồi mới thấy có gì đó bone đấy. Mày là bone chứ phải là cái gì rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đi tìm thêm hai cái nữa. Quái lạ thiệt. Honeycomb đâu rồi? Honeycomb hai cái nữa đâu rồi? Sao hiếm quá vậy? Thường mình có nhiều lắm ấy chứ. Thường nó sẽ nằm trên mấy gốc cây mà cây mấy cây ở đây đằng kia coi cái nữa. Đúng rồi, đúng rồi. À, phải đợi mỗi lần khi nó nổi đỏ là mới có. Mình nhìn mấy này từ xa mà nhìn mà có Hunter Vision nhìn nó ghê ghê đéo nào. Ê. Gì nó đi, mình đi tìm cái này. Trên này có mấy thằng nữa hả? Ôi cái gì mà chọi gì mặt tao vậy? Ôi mỗi lần cái vậy nó cứ sway bắn thì sao chúng ta? Còn một cái nữa thôi hả? Mà sao mình không thấy nó nằm đâu ta? Gì đây? Ồ trời chả có gì hết. Mẹ mình cứ tưởng phải có cái gì đó ghê lắm. Một cái nữa đâu rồi. Và chúng ta thấy thêm một con gấu nữa. Gấu này gấu mini sao nhỏ xíu nha. Rồi có vẻ như cái khó với mọi người hãy nói trong tập này là cái tìm cái mật ong á. Tổ ong với honeycomb à. Má mẹ giờ mình nãy giờ mình còn tìm được mới có cái. Không, mình phải tìm trong khu vực đó thôi. Không đi quá được. Tại nó cho mình nhiều người ta chứ. Mấy trong đây thì chỉ trong khu vực này mới có thôi. Chứ ngoài ra thì không. À đây cuối cùng cũng có. Biết ngay thế nào cũng có trên đây mà phải đường lên cái này. Ở đây mình gọi con hổ mình ra đi. Mình thích con hổ mình hơn. Ok. Sao mất cái troll bear rồi. Chúng ta phải dắt một con bear về nữa. Talk to Oki, ok. Rồi xong rồi đó.
Thì mình chỉ cần chạy về nói chuyện với ok thôi, là có em không biết là lần này phát minh kỳ lạ kỳ quái của nó sẽ nó ra cái gì nữa. Thôi nhưng mà mình mong là nó không có gì khùng khùng một tí. Nói chuyện kia mình nghĩ là nó muốn được bảo vệ khỏi tụi kia thôi, chứ cũng không đến mức độ mà phải làm ba trò điên khùng nữa. Ok, bình thường nha ba, đừng làm gì nữa nha ba. Command the bear to attack Urky. Vãi vậy. Muốn nó đi em. Muốn con khùng này đi. Muốn giết nó giùm anh đi. Má anh cũng sợ đẻ trứng lắm rồi. Phải nói gì. Thằng này cái nhiệm vụ thằng này trước sau cũng có thằng chết rồi. Má mà công nhận này nó trâu bò mà chết 2-3 lần vẫn chưa chết được nữa. Vãi thật. Sư phụ đến nỗi sư phụ mình luôn rồi. New mission. Ủa sao nó xuất hiện ở đây vậy ta? Kỳ ta. Chết đằng này bùm cái xuất hiện đằng kia. Hay vậy. Đấy thằng này công nhận cũng quá đản thiệt. Nhưng mà cuối cùng nó cũng chịu về đây để ở. Chứ không nó cứ ở khu này hoài cũng kỳ. Cảm thấy có lỗi nữa. Ok rồi, chịu khó tí nha ông bạn. Không sao, có chỗ ngủ cũng đỡ. Nhưng mà không bằng cái nhà của nó thằng kia thôi. Mỗi lần nói chuyện mà nó ngồi trước cái đống này là thế nào cũng mất máu. Ok. Chúng ta sẽ có hình xăm giống nhau, hồi đó có xăm hình nữa. Mình tự hỏi là nó xăm hình bằng cái gì nữa. Không có, giờ có bút xăm chứ giờ xăm hình, hồi đó xăm hình bằng cái gì ta. Ok, cái gì đây? Ugwam! Winja! Warishama! Ola Marwa! Sushi Dugishtar Shah! Masi Dam Shabala! Nati Haika Gwasta, Saira! Salwa Urus, Winja Nashman Waida, Takar Nashman Dwayarsh. Shaja Mas Gwarbiti Warsh. Tibal Shayu, Twinja Yoga. Takar Gwarbati. Takar Gwarbati. Takar Uhara. Nu. Tibrayash Swarsta. Ok, và tới đây là chính thức kết thúc cốt truyện nha. Mình cũng cảm ơn các bạn rằng trong suốt thời gian qua đã các bạn đã ủng hộ series này của mình. Và tới đây là cũng đã tới cái credit cuối cùng rồi. Và có vẻ có nhiều bạn sẽ nhầm lẫn là tại sao lúc các bạn chơi xong cái Ul và với cái Roshani này nọ mà và cái Izilla Battery ending mà vẫn chưa kết thúc chuyện. Thì nó các bạn nào chưa làm đủ nhiệm vụ thì các bạn phải làm hết luôn. Như mình phải làm hết luôn cái nhiệm vụ hai bên cùng những hàng còn lại nữa, nó sẽ cutscene thêm hai cái cutscene nữa lần sau khi bạn giết hàng đó và làm nốt hai nhiệm vụ hàng kia thì sẽ mở thêm cutscene và cuối cùng là nhiệm vụ của hàng này. Nếu bạn nào làm xong thì nó sẽ dẫn tới cái scene ở giữa làng như hồi nãy. Khá là hay. Và cũng như mọi game khi mà mình kết thúc thì mình cũng muốn nói đôi lời với các bạn về cái tựa game này. Thì cái tựa game này là một cái tựa game mình nghĩ là khá rất là hay và đáng rất đáng đi chơi. Và hiện tại thì mình biết nó cũng đã vừa mới ra trên PC. Và mình thấy nhiều bạn hay mua nhưng mà nó có cái đó nhiều cái cải tiến hơn so với bản Xbox One như mình. Thì Xbox One như mình tại mình cũng có order sẵn cho nên mình chơi luôn cho nên cũng không hẳn là order sẵn nữa, thật chất là có người tặng cho mình.
cho nên mình chơi luôn, cho nên mình không, lúc đầu mình tính qua trên PS4 thay vì trên Xbox One. Tại dù sao thì cái bên PS4 bên PS4 thì nó mới có đồ họa này nọ, nhìn nó nhỉnh hơn tí. Tuy nhiên không sao, thì bên bản Xbox One mình cũng không thấy có lỗi làm gì so với cái phiên bản khác. Ui gì Kevin Huỳnh á. Vãi Kevin Huỳnh. Ui có người Việt nữa hả? Thì dù sao mình cũng thấy đó rất là hay rồi, cho nên mình nghĩ là các bạn cũng nên thử qua một lần về tựa game này. Một tựa game mà có thể khiến cho mình ngồi chơi rất là chịu khó ngồi chơi, và nó có cảm giác gì đó hay hơn, thích thú hơn là so với phiên bản Far Cry 4. Phải nói hẳn là cái Far Cry 4 thì mình không thích cho lắm. Tuy nhiên thì đến cái Far Cry Primal là cái tựa game duy nhất mà mình có thể ngồi chơi hết nguyên cả game mà mình chịu khó, mình cày quá trời cày và đồ. Như bạn thấy à, từ tập 4, tập 5 mình cũng đã độ full hết rồi, mà hầu như đi đánh rất là dễ, nhiệm vụ không có gì khó nữa. Có một cái tạo cảm giác như là mình muốn chơi nhiều hơn để mình có thể đi đánh này nọ nhiều mà một cách dễ hơn nhiều mà không cần phải này nọ. Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã trong suốt thời gian qua đã theo dõi series này của mình và vẫn luôn nắm bắt tình hình này nọ và share like ấy kiểu. Mình cảm ơn các bạn, hiện tại là cái đây là cái tập cuối cùng của mình, ending tất cả luôn. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong cái những tựa game tiếp theo. Thì theo mình biết là sắp tới là sẽ có tựa game The Division là gần nhất. Thì 8 tháng 3 hay sao, quốc tế phụ nữ thì... Duy Nguyễn, what the fuck? Đó, 8 tháng 3 là quốc tế phụ nữ thì 3 tháng 8 gì đó mệt lắm. Thì ngày đó thì mình có lẽ mình sẽ quay tựa game này, mình cũng có đặt sẵn tựa game này trên... trên Xbox rồi. Là lúc mà mình quay beta là mình phải mua tựa game này mới quay được. Thì hiện tại là bây giờ như đây game mình có trên Xbox One, xong là C thì mình nó cũng đã cho reload khoảng trước một tuần rồi. Còn đóng game này thì có lẽ là mình mua rồi nhưng mà mình không có đau, tại vì mình xóa bớt để mình còn đau mấy trò khác về. Có mỗi trò Unity là hình như mình được tặng nè, trò Unity là mình được tặng. Ngoài ra thì xong là C The Division thì nó đang cho reload sẵn trên Xbox One nhưng mà mình chưa có đau nữa. Cứ để đó sẵn thì vài ngày nữa chắc mình sẽ đau liền luôn. Hitman thì mình có trên PS4 tập 1 hay sớm nhất có thể 11 tháng 3, mình sẽ cố gắng quay luôn cái ngày hôm đó. Và nếu các bạn nào muốn cập nhật thêm tin tức thì bạn lên cái trang của mình để coi thêm nhiều tin tức, và mình sẽ luôn cập nhật ở trên đó nếu các bạn nào muốn coi. Thì mình sẽ quay sớm nhất có thể so với những người khác. Mình cũng không đảm bảo là mình là sớm nhất đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng để trở thành người sớm nhất. Và không biết nói gì hơn là ngoài việc cảm ơn các bạn đã theo dõi mình suốt thời gian qua. Như nãy mình cũng đã nói thì các bạn là động lực chính cho mình để quay những tựa game như thế này. Thì trong suốt thời gian qua quay mình cũng đã nhận rất là nhiều comment khen hay và chê với kiểu, thì mình vẫn cố gắng đừng quay và như các bạn mình tiếp thu ý kiến của các bạn. Thì lúc đầu những cái tập Far Cry thì mình bị khựng lại tại do mình chưa quay tựa game này, mình chỉ mới quay tập 1 để quay up lên đầu tiên thôi. Thì sau đó thì mình cũng phải tốn thời gian để mình quay, nhưng mà sau đó thì mình cũng đã đủ thời gian để mình có thể hoàn thành tựa game này. Và mình quay hàng ngày luôn để đảm bảo là mình có thể đủ bát ra hàng ngày cho bạn coi. Và cuối cùng cũng đã hoàn thành tựa game này đúng theo kiểu một ngày một clip cho các bạn coi. Và mình không rõ hiện tại mình đang quay tới mod mấy, tại mình lúc mà mình chỉnh lại thì mình cắt ra khá nhiều, cắt ra và chia ra để cái kia để cho bạn coi. Thì đó là theo mình nói thôi. Và các bạn cái credit này khá là dài. Nói chung là vậy. Và ngoài ra thì trong lịch trình sắp tới thì nếu mà mình xong cái Hitman á thì mình nghĩ chắc cũng cỡ nửa tháng thôi. Thì còn cái The Division mình không biết khi nó dài đến mức độ nào thôi. Và còn cái mà còn cái thứ tháng 4 á, mình còn một trò nữa là Quantum Break cuối tháng 4. Và theo mình biết thì Uncharted 4 vừa mới bị delay ngày ra mắt sang tháng 5 lần. Theo mình nhớ ngày mấy ta? Không nhớ nữa, mình cũng không nhớ ngày mấy, nhưng chỉ biết nói chuyện sang tháng 5. Hồi trước là hết đáng lẽ qua tháng 4 luôn. Thì các bạn bây giờ mình cũng sẽ có nhiều cái thời gian hơn để mình tập trung vào cái tựa game vào tháng 4, đó chính là Quantum Quest. Đây là một tựa game cũng như vậy, như các bạn cũng đã rất là thích, nhưng đọc nó độc quyền, một cái là độc quyền trên Xbox One và PC theo mình biết là vậy. Tại vì hình như mua cái tựa game đó các bạn được tặng một cái bản Windows 10 trên PC như vậy. Thì mình biết là vậy. Ok, và đó là những gì mình muốn nói với các bạn. Thì để kết thúc luôn, mình chào các bạn, tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào cái lần sau.
Ôi vội đái. Má nó thuần phục được con gấu luôn hả? Ghê vậy. Ôi nó vẫn còn nói chuyện đây. But Oro still call me. Ghê vậy. Má nó bắt được con gấu luôn. Kinh vãi nồi. Ôi sao khu này đẹp quá vậy?